nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm lợi dụng loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động phạm pháp. Trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, Công an toàn tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, qua đó phát hiện, ngăn chặn một số hành vi vi phạm trong các cơ sở này. Để ngăn chặn tội phạm lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thực hiện hành vi hoạt động mại dâm, tổ chức đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện, thị xã, thành phố chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cũng như tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm 2023, từ ngày 15 tháng 11 đến nay, Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã tiến hành kiểm tra 25 cơ sở lưu trú, xử phạt 4 cơ sở đăng ký lưu trú không đúng quy định. Từ đây đến Tết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, cho cam kết bảo đảm thực hiện đúng quy định về công tác theo luật cư trú, đồng thời tiếp tục tăng cường hướng dẫn tuyên truyền pháp luật cũng như tuyên truyền về các thủ đoạn của đối tượng lợi dụng cơ sở để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, các chủ cơ sở chủ động tố giác tội phạm với công an, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh dịp Tết.